Hi guys, welcome back to my channel, Dear Serene. How are you today? Thực ra ở nhà không hẳn là mình quá nhàm chán, quá buồn đâu. Các bạn hãy thử một cái gì đó mới để học. Thì đảm bảo trong cái thời gian giãn cách đó là đủ để cho các bạn học được một cái mới. Và khi hết giãn cách, mình sẽ trở lại và lợi hại hơn xưa, đúng không? Hôm nay Serene cũng challenge bản thân của mình. Thay vì hồi đó giờ Serene hay hướng dẫn cho các bạn các cách phát âm pronunciation, thì hôm nay mình sẽ học thêm về kỹ năng writing, viết. Có nghĩa là sẽ học để mình biết cấu trúc câu tự nhiên, cũng như là cái lối viết dùng tiếng Anh để viết tiếng Anh, chứ không phải như là mình dùng tiếng Việt dịch ngược qua tiếng Anh để mình viết. Và cái đó thì nó không hề tự nhiên và nó không có được đánh giá cao khi mà các bạn viết. Tất nhiên là bên cạnh kỹ năng nói thì nhiều khi mình cũng phải làm việc, phải viết văn bản này kia, đúng không? Thì writing cũng là một kỹ năng quan trọng. Nên là hôm nay mình sẽ bắt đầu bằng một bài article ha, một bài báo. Dựa những cái bài báo này để mình rút ra được những cái cấu trúc câu hay, những cách viết văn hay và tự nhiên của người nước ngoài. Hôm nay Serene sẽ rất là vui chia sẻ với các bạn một cái bài về động vật. Serene rất là yêu động vật, đặc biệt là những cái gì mà baby với những cái con bé bé mới sinh á. Sẽ có cái bài báo đó là The article about two-headed sea turtle. This is the title, là cái tựa bài ha. Two-headed sea turtle found on South Carolina beach, là một chú rùa hai đầu. Đây, có hai cái đầu này, các bạn thấy không? Vừa được tìm thấy phía Nam Carolina beach. Thì các bạn sẽ thấy là thường nhá, người ta sẽ có câu để nói chốt về vấn đề. Sau đó người ta sẽ đi chi tiết những cái phần ở giữa, phần body á, và cuối cùng là phần conclusion. Rồi bây giờ mình đi ba phần, mình đi thử từng phần nhá. Phần đầu tiên nè: Park volunteers patrolling a beach in South Carolina on Wednesday stumble upon an unexpected surprise, a two-headed baby sea turtle. Park volunteers, tức là những tình nguyện viên trong cái khu vực công viên này. Thì cái bãi biển Carolina Beach này, người ta dùng nó là một cái công viên, giống như là công viên về những cái sinh vật dưới biển á. Patrolling là kiểu đi tuần tra, đi giám sát ở phía Nam Carolina. Và thứ tư thì mình có một cái phrasal verb đó là stumble upon. Stumble upon có nghĩa là các bạn discover something nhưng mà unexpected, có nghĩa là mình không biết trước, mình không có mong chờ trước cái điều đó, nhưng mà mình lại khám phá ra nó, thì có nghĩa là phát hiện ha mọi người. Phát hiện ra mình sẽ có stumble upon, nó sẽ bằng nghĩa với stumble across. Thì vô tình phát hiện ra một cái điều bất ngờ ngoài mong đợi, đó chính là một chú rùa con hai đầu, một chú rùa biển con hai đầu. Đó là phần khái quát nội dung cho người đọc biết là cái bài này nó nói về cái chú rùa con vô tình được tìm thấy ở bãi biển Carolina. Bắt đầu chúng ta sẽ đi phần detail, phần body, phần chi tiết. A group of patrollers and volunteers at Addisbury State Park were making a routine inventory to check on sea turtle nest when they stumbled across a special hatchling, South Carolina State Park says on Facebook. Đó, như mình đã nói thì các bạn sẽ thấy người ở phần trên người ta đã dùng stumble upon, thì ở dưới người ta sẽ tránh dùng lập từ ha, người ta sẽ dùng một cái tương tự đó là stumble across, nó cũng có nghĩa là phát hiện. Một cái nhóm người đi tuần tra và tình nguyện viên ở công viên bãi biển Adisto á, thì trong khi mà đang đi dọc bãi biển để họ rà soát những cái tổ của mấy chú rùa biển, đây, check on sea turtle nest, thì khi đó họ mới vô tình phát hiện ra một cái hatchling. Hatchling có nghĩa là một cái con baby vừa mới hatching, vừa mới nở, thì người ta sẽ gọi là hatchling. Một con non đặc biệt, đó, con non đặc biệt đó thì đương nhiên là con rùa hai đầu. The park said they did enter a turtle nest about 3 to 5 days after it began showing signs of a major emergence. This helps determine the nest size, which depends on how many eggs hatch, CNN reports. They also look for live hatchlings who didn't make it to sea. Thì những cái the park có nghĩa là những cái người trong công viên ha, chứ không phải là the park là công viên. Nó kể rằng họ đào một cái tổ rùa khoảng từ 3 đến 5 ngày sau khi mà cái tổ đó nó cho thấy cái dấu hiệu của cái sự xuất hiện một cách rõ rệt. Đây mình sẽ có major, nghĩa là
to ở đây có nghĩa là giống như là một cái dự án to bự, chứ không phải to ở đây là to về kích thước nha, mà là cái tầm quan trọng của nó lớn á. Hoặc là còn major có nghĩa là chuyên môn, nhưng mà nó đi với emergence. Emergence là sự xuất hiện, sự giống như là con rùa nó nhoi lên, thì có nghĩa là nó sẽ nhúi lên mặt đất, nó xuất hiện. Cái điều này có nghĩa là cái chữ this này là một cách trong văn viết và cả văn nói mình cũng rất là hay dùng, rất là hay. Chữ this nó sẽ thay cho hết tất cả những cái ý mà các bạn vừa nói ở câu trước. Determined là xác nhận cái sự thành công của cái tổ, hoặc là cái sự sống còn trong cái một cái tổ đó. This have determined the net success. Thì mình sẽ hiểu cái sự thành công của một cái tổ ở đây nghĩa là gì. Có nghĩa là có bao nhiêu cái trứng được nở trong cái tổ đó đó, thì cái đó sẽ là sự thành công của một chiếc tổ. Vì vậy người ta giải thích phần sau, mọi người thấy không? Cái điều này nó phụ thuộc vào có bao nhiêu cái trứng nở ra. They also look for live hatchlings who didn't make it to sea. Họ cũng tìm kiếm, look for là tìm kiếm ha, những cái con non mới nở còn sống sót mà chưa có make it to sea. Ở đây nếu như mình không thường xem phim Mỹ, mình sẽ không biết cách dịch cái chữ make it to sea. Cái phrase make it to sea nghĩa là gì? Vì make it to sea ở đây có nghĩa là đi đến được biển. Ví dụ mình coi phim á, mình hay thấy là kiểu như một bạn A mời bạn B đi party, xong bạn B mới nói là chưa chắc bạn B tới được. Thì khi mà party bắt đầu, cái bạn A thấy bạn B tới, bạn A mới la mừng lên là wow, finally you make it. Có nghĩa là wow, cuối cùng thì bạn cũng mới tới được. Thì cái chữ make it kiểu như là làm được cái điều đó, có nghĩa là cái điều mà họ nói trước đó là mời đến cái bữa tiệc á. Chữ make it to sea có nghĩa là đi được đến đại dương. Đó, rất là hay đúng không? Nếu như mình không có đọc nhiều, không có coi nhiều phim, mình sẽ không dịch được cái chỗ này. The two-headed loggerhead sea turtle was one of three live babies found in the nest. Và cái con rùa biển hai đầu này là một trong ba con còn sống được tìm thấy trong cái tổ đó. This two-headed hatchling is the result of a genetic mutation, South Carolina State Park said. Rùa hai đầu mới nở này là kết quả của một cái genetic mutation, là đột biến gen đó mọi người. Other two-headed hatchlings have been found in South Carolina in past years, but this is the first for the patrol team at a disturbed state park. Cũng có một vài cái con non mới nở mà có hai đầu khác cũng được tìm thấy ở phía Nam Carolina trong một vài năm trước. Mình sẽ có in past years. In past years có nghĩa là một vài năm trong quá khứ, có nghĩa là một vài năm trước đó. Nhưng mà đây là lần đầu tiên mà cái nhóm kiểm tra ở cái bãi biển Anisto này phát hiện ra cái con rùa hai đầu. Once the group snapped some photos, all three turtles were released into the ocean. Mình sẽ có cái cấu trúc là once, có nghĩa là vừa sau khi mà cái nhóm người này chụp những cái tấm hình xong, thì họ ngay lập tức release ba cái chú rùa còn sống mà tìm thấy trong cái tổ đó đó. Đương nhiên trong ba chú đó sẽ có một chú hai đầu về lại đại dương, into the ocean. Release rất là nhiều nghĩa. Ví dụ các bạn nói về bài hát mới, một cái MV mới, thì release có nghĩa là vừa mới phát hành. Còn cái những chú rùa này nó được release ra biển, có nghĩa là được thả, được đưa ra đại dương. Most sea turtles hatch in the summer, though they can hatch throughout the year, according to SeaWorld. Đa số thì mấy cái chú rùa biển sẽ nở, hatch là nở vào mùa hè. Mặc dù ha, though là mặc dù vậy thì tụi nó vẫn có thể nở. Throughout là xuyên suốt á, là xuyên suốt trong năm, là nguyên năm. Và cuối cùng cái kết nè. Is it critical for humans to not disturb the nest, which can place the baby turtle survival at risk? À, mình sẽ có critical. Bình thường critical là phê phán, chỉ trích. Nhưng mà critical còn có một nghĩa nữa, đó là tiên quyết, có nghĩa là quan trọng á, quyết định, đóng vai trò quyết định, đóng vai trò quan trọng, đóng vai trò tiên quyết. Thì ở đây mình sẽ dịch là cái điều quan trọng mà con người chúng ta nên làm á, đó là đừng có disturb the nest, đừng có chọc phá mấy cái tổ rùa nữa. The ở đây là sao dùng chữ the là một cái mã từ xác định, nó đi với chữ cái tổ. Thì nãy giờ mình đang nói về tổ rùa đúng không, nên người ta không cần phải dùng lại
chữ rùa mà người ta sẽ thay bằng chữ dirt ha. Phẩy một cái có chữ which, nhưng mà có chốt này xuất hiện á, có nghĩa là cái chữ which này nó sẽ thay thế hết cho nguyên một cái cụm ở trên đây. Vì cái điều mà chọc phá tổ rùa á, nó có thể can place, có thể đặt cái mạng sống của những chú rùa con này vào một cái thế rất là nguy hiểm. Thì mình, đó là mình dịch kiểu từng chữ ha. Còn nếu như mình dịch theo tiếng Việt của mình thì mình sẽ dịch là cái điều đó nó sẽ gây hại cho sinh mạng của những chú rùa con. Mình sẽ dùng cấu trúc place somebody at risk, gọi là đặt ai đó vào trong tình thế nguy hiểm, mà sử dụng cấu trúc đó. Thì ở đây các bạn học cho Serene cái cụm này nhé, place somebody at risk. When the turtle nest is disturbed, the hatchlings have a 25% or less chance of surviving, according to Seward. Khi mà một cái tổ rùa mà nó bị disturb, nó bị chọc phá, thì những cái con non chỉ có 25%, thậm chí là thấp hơn, cơ hội sống sót. Mình có chance of surviving là cơ hội sống sót, thì nó cũng giống cách dùng của Việt Nam mình ha, cơ hội sống còn nè. Chance là cơ hội, surviving là sống còn, chance of surviving. Đó, và đây là kết bài, đây là một bài báo hoàn toàn mới luôn nha mọi người, năm 2021 nè. Nhắc lại ha, những cấu trúc câu, những từ vựng mà mình học được từ bài này là gì? Thứ nhất, patrol là đi tuần tra, đi kiểm tra. Theo đó là stumble upon hoặc là stumble across, có nghĩa là phát hiện. Inventory là một cái sự kiểm tra, sự kiểm kê, nếu mà về hàng hóa sẽ là sự kiểm kê ha. Hatchling là con non mới mập, mới nở, còn động từ nở là hatch. Major emergence là một cái sự xuất hiện rõ rệt. Determined là xác định, xác nhận. Depends on, phụ thuộc vào. Maggot, đến được đâu đó mình sẽ dùng maggot. Genetic mutation, đột biến gen. Genetic mutation. Snap, bằng nghĩa với take photos. Release into, thả về, phóng thích về ha. Bài đọc hôm nay là hết rồi, các bạn nhớ được bao nhiêu từ, bao nhiêu cấu trúc câu nè, hãy để lại ở dưới phần bình luận cho Serene biết nha. Và các bạn thấy clip này hay, bổ ích thì hãy support bằng cách like, share và comment cho Serene biết, để Serene có thể tiếp tục làm những chiếc clip nội dung tương tự như thế này, đó là cùng đọc và giải thích các cấu trúc câu cũng như là cách viết câu trong các bài writing ở trên báo Mỹ ha. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. That's all for today. Bye bye and stay tuned.